Có một kiểu người rất đáng sợ, bạn cần tuyệt đối tránh xa, ngừa hậu họa. Kính thưa quý vị, cái sợ nhất không phải là hàng giả, tiền giả, mà cái sợ nhất chính là khi người giả xuất hiện. Xưa, thành Paris, có một thương gia giàu có tên là Argon, được quốc vương sủng ái. Ông cũng là tín đồ Thiên Chúa thuần thành. Mỗi lần đi lễ nhà thờ, ông lại bắt gặp một người. Anh ta quỳ gối, toàn tâm toàn ý cầu nguyện Thượng Đế. Lúc thì xúc động, lúc lại thở than, lúc thì rơi lệ, vô cùng cung kính với Thượng Đế. Cầu nguyện xong, anh ta còn hôn lên nền nhà, bày tỏ tình cảm kính yêu và kính ngưỡng thành kính vô hạn đối với Thượng Đế. Mỗi khi Argon lễ xong ra về, anh ta đều tới cửa trước và dâng cho ông nước thánh. Argon bị cuốn hút, hỏi ra được biết anh ta tên là Dajib. Sau đó, Argon đón Dajib về nhà mình. Ban đầu Dajib làm việc gì cũng cẩn thận lo lắng, nơi nào cũng thành kính. Nhưng thời gian dài sau đó, cái đuôi cáo mới lộ ra. Anh ta hướng con mắt vào vợ Argon là Emin. Mọi người đều nhìn thấy sau vẻ bề ngoài nho nhã lễ độ là một gã vô liêm sỉ tột độ và đều ghét anh ta. Nhưng chỉ có Argon vẫn tín nhiệm anh ta như trước, lại còn chuẩn bị gả con gái cho hắn. Một lần Emin thuyết phục Dajib từ bỏ hôn nhân giữa hắn với con gái bà, Dajib lại vô liêm sỉ tỏ tình với bà. Sắc đẹp của bà là kỳ tích của Thiên Chúa, yêu bà tức là yêu Chúa. Nếu nói rằng tôi mắc lỗi thì chỉ có thể trách là bà quá đẹp. Sau đó, hắn còn dùng lời ngon ngọt lừa Argon tặng nửa gia tài cho hắn. Đứng trước khối tài sản khổng lồ, hắn nói với Argon rằng: tiền tài đối với tôi như phù vân, sở dĩ tôi tiếp nhận là e nó rơi vào tay kẻ xấu, sử dụng vào mục đích xấu. Kẻ xấu mà được khối gia tài này sẽ tắc oai tắc quái trong xã hội. Tôi lòng thiện lương sẽ dùng vào vinh quang và phúc lợi của Thiên Chúa. Cuối cùng, Emin lập kế để Argon thấy được hành vi bị ổi của Dajib. Nhà vua cũng cho người bắt giam hắn, trả tài sản lại cho Argon. Xã hội nào cũng vậy, có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu, có kẻ vì nghĩa thì cũng có kẻ vì lợi, có quân tử thì có tiểu nhân. Nhất là thời đại ngày nay, khi văn minh vật chất đang chiếm thế chủ đạo, người người quay cuồng vì danh lợi, tiền tài, cốt thỏa mãn một chữ dục, thì xuất hiện nhiều cái giả. Lĩnh vực nào cũng có giả, hàng giả, thực phẩm giả, tiền giả. Cái giả lan tràn mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Đúng là vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân biệt. Thế nhưng cái đáng sợ nhất là những người giả xuất hiện. Những trí thức giả truyền bá kiến thức giả, những thầy giáo giả giao giảng đạo đức giả, những người tu hành giả mượn tu hành mưu cầu danh, giả tu thủ lợi. Và những ngụy quân tử như là Dajib này giả danh nghĩa cử, giả danh thánh thiện để che đậy cái bị ổi, đê tiện, vô liêm sỉ, che đậy cái tâm chứa đầy danh, lợi, sắc, dục. Chính những kẻ ngụy quân tử, những kẻ giả danh này mới là hàng giả đáng sợ nhất, khó nhận biết nhất. Nếu như Emmy không phải là quý bà tiết hạnh, thông minh, thì bi kịch gia đình của Argon sẽ lớn nhường nào? Hơn 2.500 năm trước, Khổng Tử đã rất cảnh giác với loại hàng giả này và dạy học trò cách phân biệt. Xả ngôn lệnh sắc, tiễn hỷ nhân, có nghĩa là những kẻ mồm mép nói năng khéo léo, sắc mặt luôn tươi cười, tìm cách lấy lòng, làm đẹp lòng người khác thì rất hiếm có lòng nhân tức. Ngoài chỉ rõ những kẻ xảo ngôn xiểm định là kẻ ngụy quân tử, là tiểu nhân xa, Khổng Tử còn vạch rõ: quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. Nghĩa là người quân tử hiểu rõ nghĩa vì nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu rõ lợi vì lợi. Kẻ ngụy quân tử, tiểu nhân thường giả dối, thích tâng bốc, nịnh hót bờ đỡ với người quyền thế, nhưng lại kiêu ngạo, khinh thường kẻ dưới. Kẻ ngụy quân tử thường dùng thủ đoạn lừa bịp và cũng thường đem cái lợi ra để dụ dỗ lừa người, ham lợi mắc bẫy. Điển hình là những vụ thương nhân Trung Quốc mua móng trâu, mua đỉa, mua lá vải với giá cao
hay hệ thống bán hàng đa cấp, trả hoa hồng cao cho những người giới thiệu mua hàng. Càng bán được nhiều, càng lợi nhiều. Những trò bịp này của những kẻ tiểu nhân đã đẩy bao nhiêu người, bao gia đình vào tình cảnh khốn đốn, thậm chí là tan vỡ, vỡ nợ. Kẻ ngụy quân tử thường giả thiện, cơ sừng làm nghé, cố ý phô ra cho người khác thấy cái cao thượng, việc thiện của họ, nhằm mê hoặc lòng người. Đến người ta mắc bẫy rồi mới lộ rõ lòng lang dạ thú, cướp đoạt danh vị, tài lợi. Nhìn nhận một người, hãy xem ở giữa các mối quan hệ xã hội, ở giữa các xung đột lợi ích, giữa các mâu thuẫn giữa người với người, họ có giữ được tâm nhẫn nại, bình tĩnh, có giữ được lòng thiện lương, có thể hiện ra lòng vị tha, nghĩ cho người khác hay không? Lời nó có chân thực hay không? Có đi đôi với làm hay không? Nếu thực sự được như vậy, thì đó chính là bậc chính nhân quân tử. Cuộc đời con người rốt cuộc theo đuổi điều gì? Kính thưa quý vị, hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng trả lời một câu hỏi. Cả cuộc đời con người rốt cuộc theo đuổi điều gì? Câu chuyện thứ nhất. Tại một thị trấn nhỏ của nước Anh, có một chàng trai kiếm sống bằng cách hát rong trên đường phố. Cũng ở khu đó, có một cô gái người Hoa rời xa gia đình đến đó để làm thuê. Cả hai thường tới một nhà hàng nhỏ để ăn cơm. Sau nhiều lần gặp nhau, họ đã trở nên thân thiết. Một ngày, cô gái người Hoa nói với người thanh niên: "Đừng đi hát xong nữa, hãy làm một nghề nghiệp gì đó đi. Tôi giới thiệu cho anh tới Trung Quốc dạy học. Ở đó, anh hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện tại." Người thanh niên nghe xong, lúc đầu còn có chút nghi ngờ, sau đó mới hỏi lại: "Chẳng lẽ công việc hiện tại của tôi không phải là một nghề nghiệp ư? Tôi thích nghề này, nó mang tới cho tôi và những người khác niềm vui. Có gì là không tốt chứ? Tôi cần gì phải đi xa nghìn trùng, vứt bỏ người thân, vứt bỏ gia đình, đi làm công việc mà tôi cũng không thích." Ở bên nước Anh, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, họ đều ngạc nhiên. Họ không hiểu được tại sao, chỉ vì để kiếm thêm được một chút tiền, mà phải vứt bỏ người thân, từ bỏ hạnh phúc. Có cái gì đáng giá vậy? Ở trong mắt họ, gia đình đoàn tụ, bình an yên ổn, đó mới là hạnh phúc nhất. Mọi người trong thị trấn nhỏ này đều cảm thấy rằng cô gái này quá là đáng thương. Câu chuyện thứ hai. Một thương nhân người Mỹ ngồi trên bến tàu ở một làng chài nhỏ bên bờ biển Mexico, xem một ngư dân Mexico đang chèo chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên chiếc thuyền nhỏ có một vài chiếc đuôi cá đại hoàng và vây cá ngừ. Vị thương nhân người Mỹ này khen ngợi người ngư dân Mexico bắt được loại cá có giá trị cao như thế. Ông hỏi người ngư dân: "Anh đã mất bao nhiêu lâu để bắt được số cá đó?" Người ngư dân Mexico trả lời: "Chỉ một lát là bắt được từng đó rồi." Vị thương nhân lại hỏi: "Tại sao anh không nán lại lâu hơn một chút để bắt được nhiều cá hơn?" Người ngư dân Mexico cảm thấy không cần làm như thế liền nói: "Số cá này là đủ cho người nhà tôi dùng.